Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Coi 68. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm video những cách kiếm tiền, kiếm lợi nhuận trong thị trường crypto phần 2. Và bây giờ thì cùng bắt đầu nha. Ở video trước thì gom lại chúng ta có 4 cách chính để kiếm lợi nhuận trong thị trường crypto, đúng không? Cách thứ nhất đó là mình sẽ trở thành một trader, nhà giao dịch. Thứ hai đó là chúng ta sẽ có allocation, tham gia đầu tư dự án ở những vòng giá token thấp hơn, giá public sale. Hai cách này thì mình đã chia sẻ ở video phần 1 rồi nha. Và phần 2 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua hai cách còn lại, đó là Sun Airdrop và others, là những cách khác. Thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cách mà chúng ta có thể Sun Airdrop từ dự án nhé. Nhìn trên màn hình thì các bạn có thể thấy là một ví dụ của Game Phi Việt Nam là những người tham gia vào cộng đồng sớm, support, hỗ trợ cộng đồng sớm thì chúng ta sẽ có phần thưởng. Ở đây phần thưởng là 800 đô tính ra token Gafi. Token Gafi là tên của token dự án Game Phi nha mọi người. Thì cách tham gia rất là đơn giản thôi, đó là 80 người may mắn nhất sẽ chia sẻ giải thưởng là 800 đô Gafi. Và các bạn làm theo những bước trong liên kết sau thì mọi người có thể thấy là những rất là đơn giản. Ví dụ như là các bạn tham gia vào Telegram, các bạn chia sẻ, các bạn retweet, các bạn follow Twitter. Đấy, những cái rất là cơ bản để các bạn show ra được là mình đang hỗ trợ dự án bằng một cách nào đấy. Hay là Avalanche Việt Nam cũng có Event Early Adopter nè. Rồi hay là một cách khác đó là game, đó là AMA các bạn. Thì AMA là một nơi để các bạn cũng có thể sun airdrop khi mà dự án sẽ cho các bạn gọi là hỏi bất kỳ câu hỏi gì cho dự án. Và nếu như câu hỏi của bạn hay thì dự án sẽ chọn câu hỏi của bạn. Thì nếu như bạn được chọn, bạn sẽ được tiền thưởng, đúng không? Thì tiền thưởng này có thể là USDT hoặc là token của dự án, lúc đấy là sẽ tùy nha. Thì mình có thể gợi ý cho các bạn có thể sun qua AMA hoặc là các event tổ chức ở trên Telegram. Sun airdrop ở đây không những là lúc nào chúng ta cũng phải sun USDT hay là chúng ta sun tiền, chúng ta sun token của dự án, mà còn có nhiều cách gọi là hơi gián tiếp khác. Ví dụ bạn có thể sun NFT chẳng hạn. Thì nếu mà dự án đấy mở ra một cái chợ, một cái marketplace, bạn có NFT, bạn mang lên cái chợ đó bạn bán, bạn cũng được ra tiền, đúng không? Thì đó cũng là một cách gián tiếp thôi. Tùy dự án mà sẽ mở ra gọi là NFT drop nha mọi người, tức là airdrop cái NFT. Thường là mình thấy dự án game họ sẽ mở ra NFT drop rất là nhiều. Mình lấy ví dụ ở đây là X-World Games, vừa rồi họ có mở ra một cái NFT drop, cụ thể là họ sẽ gửi tặng 25.000 cái wildcard, là một cái tên của NFT trong game ha, một cái 25.000 wildcard cho những bạn nào mà tham gia vào dự án này, với điều kiện là bạn đang sở hữu một cái dream card rồi. Thì điều kiện tham gia rất là đơn giản, các bạn chỉ cần follow Twitter, retweet, xong rồi bạn tham gia vào cộng đồng Telegram và bạn điền thông tin của mình vào, ví dụ là email của bạn là gì, Twitter của bạn là gì, địa chỉ ví BSC của bạn là gì. Rồi sau khi mà bạn retweet xong, nó sẽ có một cái link á, thì link đấy đâu, bạn copy paste link đó vào form này để họ check xem đấy, ví dụ như thế. Sau đó là họ sẽ chọn ra ngẫu nhiên, họ sẽ xét những cái điều kiện xem là bạn thực hiện đủ hay chưa, xong rồi họ sẽ trao thưởng ngẫu nhiên. Ok, thì đặc điểm của airdrop là kiểu nó khá là ngẫu nhiên ha, tùy thuộc vào độ may mắn của mình và tùy thuộc vào độ mình đóng góp cho dự án nhiều hay không. Tiếp theo, một cách để nhận airdrop khác đó là các bạn có thể donate ở trên Gitcoin. Cho những bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ lên gitcoin.co xẹt qua là grants ha. Thì Gitcoin là một nền tảng để tài trợ cho những nhà phát triển các dự án mã nguồn mở. Kể từ khi mà Gitcoin ra mắt á, thì cái Gitcoin Grants này nó đã cung cấp gần 16 triệu đô la tài trợ cho những sản phẩm dành cho cộng đồng. Có thể thấy là Gitcoin Grants nó hướng đến cộng đồng rất là nhiều ha. Kiểu Gitcoin nó sẽ tổ chức những cái vòng donate cho những cái dự án á, khi mà mình sẽ được quyền chọn donate cho dự án nào. Nếu như mà mình donate trúng cái dự án mà nó có cái chương trình airdrop thì mình sẽ ăn, còn nếu mà không trúng thì thôi, sẽ không mất gì cả. Các bạn có thể donate bằng DAI này, bằng ETH, bằng USDT, vân vân. Hình thức sun airdrop thứ tư đó là retroactive. Retroactive là gì? Cho những bạn nào chưa biết thì đó là cách mà dự án sẽ trao thưởng cho các bạn đối với những người đã hỗ trợ, đã tham gia test sản phẩm của dự án từ những lúc ngày đầu, từ những lúc mà dự án vẫn còn đang hoàn thiện sản phẩm. Thì retroactive
đã có rất là nhiều những dự án để retroactive cho người dùng, ví dụ như Uniswap này, OneInch, gần đây nhất là có DYDX hay là Gitcoin cũng đã hào phóng thưởng cho người dùng lên đến hàng ngàn USD và hoàn toàn miễn phí nha. Các bạn có thể tưởng tượng như retroactive đó là một cục tiền từ trên trời rơi xuống một cách theo nghĩa đen luôn á các bạn. Ví dụ như hồi xưa mình nhớ là đã có hơn 13.000 người dùng của Uniswap đã nhận được 400 token Uni miễn phí và giá Uni lúc đó đang rơi vào khoảng từ $1, $1.3. Có nghĩa là các bạn lấy 400 Uni mà các bạn nhân với $1.3 khi mà bán ra thì có thể lên đến khoảng hơn 500 đô, $500 miễn phí từ trên trời rơi xuống các bạn. Thì cái retroactive này nó rất là ngẫu nhiên, tức là dự án nó sẽ không báo trước cho các bạn là nó sẽ chạy thưởng cho các bạn đâu. Đó, nó kiểu như thế đấy. Cho nên là mình sẽ phải săn xem là có thể những dự án nào trong tương lai có retroactive để mình thử sản phẩm. Đấy, gần đây thì mình có thấy một cái sản phẩm tên là Sync Future. Thì Sync Future này các bạn, mình thấy cộng đồng họ cũng đang rất là ráo riết test thử sản phẩm swap qua swap lại này kia để xem là trong tương lai có được nhận retroactive hay không. Hình thức sun airdrop số 5 đó là các bạn có thể làm testnet. Làm testnet là gì? Thì làm nếu như mà retroactive mình nói ở trên là ngẫu hứng đến từ dự án, tức là dự án thích thì cho, không thích thì thôi, và mình không thể biết trước được, thì đối với testnet nó sẽ là một cái gì đấy mang tính chắc chắn hơn và những bước tham gia cũng sẽ khó hơn và đòi hỏi mình phải bỏ công bỏ sức hơn là retroactive. Làm testnet là gì? Mình lấy ví dụ như một dự án based ở trên Ethereum đi, thì khi họ cho ra mắt một cái sản phẩm của họ cũng là sản phẩm testnet, tức là sản phẩm thử nghiệm thôi á, sản phẩm thử nghiệm ở trên Ethereum, họ sẽ cho ra mắt một cái token testnet, tức là token thử nghiệm. Bạn chưa thể bán token nó ra được, bạn cũng không thể quy đổi token nó ra giá trị tiền thật được đâu, mà bạn chỉ có thể sử dụng nó ở trong cái hệ sinh thái phiên bản thử nghiệm đấy thôi. Bạn claim cái token nó ra, claim miễn phí nha, token nó miễn phí, claim ra xong rồi dùng cái đồng đấy trải nghiệm hệ sinh thái của họ, ví dụ như swap qua swap lại hay là giao dịch hay là mua bán thử tất cả mọi kiểu vân vân. Thì sau khi mà dự án đấy hoàn tất xong cái phiên bản thử nghiệm, họ sẽ trả thưởng cho các bạn. Mình lấy ví dụ như một dự án lần trước có trải nghiệm testnet này, đó là dự án ICE. Thì sau khi mà họ chấm dứt cái campaign testnet xong, họ airdrop cho mỗi account trải nghiệm sản phẩm của họ ấy, là 43 ICE, và giá ICE lúc đấy đang là khoảng tầm định là lên đến $9 các bạn. Thì các bạn cứ lấy 43 ICE lên đến $9 là cũng thu được một khoản tiền khá khá đúng không? Hình thức sun airdrop tiếp theo đó là bug bounty. Thì mình thấy hầu như là bug bounty, những bạn mà có kiến thức liên quan đến technical, liên quan đến dev hoặc là code một xíu á, đó, những dân kỹ thuật á, thì họ tham gia cái gọi là bug bounty này rất là nhiều. Những dự án còn gọi là tổ chức bug bounty cũng khá là thường xuyên ấy. Mình thấy những dự án mới ra hoặc là những dự án đã ra mắt rất lâu rồi, lâu lâu họ vẫn cứ tổ chức ra bug bounty để xem khi mà người dùng dùng sản phẩm của họ có tìm ra lỗi, tìm ra bug, tìm ra những cái lỗi cần fix hay không, đấy, những cái lỗ hổng nào trong hệ thống. Nếu mà các bạn tìm ra, các bạn email cho dự án hoặc là các bạn điền vào một cái Google form thì chúng ta sẽ được dự án, nếu mà dự án ghi nhận và dự án thấy cái lỗ hổng đó là đúng thì sẽ trả thưởng cho mình. Và hình thức airdrop cuối cùng mình muốn giới thiệu đó là Learn and Earn. Learn and Earn thì mình thấy ở trên CoinMarketCap, các bạn vào phần coinmarketcap.com/earn á, các bạn thấy họ sẽ cho ra mắt những cái bộ câu hỏi. Đó, khi mà mình tìm hiểu về một cái dự án, họ sẽ cho những cái tài liệu đọc về dự án đấy. Sau khi đọc xong, họ sẽ cho một cái bộ câu hỏi gồm 10 đến 15 câu. Mình sẽ trả lời, nếu như mà mình trả lời đúng thì họ sẽ random, tức là họ sẽ chọn ngẫu nhiên những bạn nào mà có xác suất trả lời đúng cao, là những bạn nào may mắn họ sẽ trả thưởng cho các bạn bằng token. Thì cái này mình thấy khá là phổ biến, các bạn lên CoinMarketCap, các bạn bấm vào earn thì mình vừa học về dự án và mình vừa kiếm được airdrop. Ok, và mạng cuối cùng, mạng số 4, mình sẽ gọi nó là Others, là những cái liên quan khác. Thực ra thì trong này chưa rất là nhiều thứ mà mình cũng không biết xếp loại là cái gì, cho nên là mình gọi chung thành Others. Nó sẽ bao gồm tài chính phi tập trung này, sẽ bao gồm liên quan đến phần trăm giao dịch trung gian arbitrage, sẽ liên quan đến shitcoin, sổ số, vân vân. Thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu rõ hơn nha. Ok, cái này thì chắc là mình sẽ share màn hình để các bạn có thể hình dung một cách rõ nhất. Nếu mà những bạn nào đã quá quen thuộc với Binance, Hopi, FTX là những sàn
tài chính tập trung rồi thì các bạn nên tìm hiểu sang một cái mảng khác rất là hay của thị trường crypto nữa, đó là DeFi, là Decentralized Finance, là tài chính phi tập trung ha. Tài chính phi tập trung này nó có rất là nhiều mảng khác nhau. Mình lấy ví dụ như là lending và borrowing. Lending và borrowing này nó giống như ngoài thực tế thôi, tức là các bạn đang có tiền, các bạn nhàn rỗi muốn cho người khác vay để lấy phần trăm lãi chẳng hạn, hoặc là các bạn đang cần tiền gấp, mình có thể thế chấp tài sản của mình để mình đi vay đó, mình trả phần trăm. Thì ở trong tài chính phi tập trung nó cũng có y chang, nó được gọi là lending và borrowing. Bạn nhìn thấy trên màn hình là mình đang show những cái dự án, những cái sản phẩm nổi tiếng rất là lâu đời rồi, ví dụ như AV, Compound, MakerDAO hay là Venus là những nền tảng lending borrowing rất nổi tiếng trong DeFi. Trong tài chính phi tập trung thì mình còn thấy mọi người tham gia staking và farming khá là nhiều. Thì staking và farming cũng đem lại một nguồn thu, một nguồn lợi nhuận cho các bạn khi tham gia thị trường này. Và staking và farming cũng là xu hướng hoặc là trend một thời đó các bạn. Staking là gì ha? Thì staking, ví dụ mình đang có một đồng, một khoản tiền nha, và mình muốn đem đi staking, và mình sẽ chọn một cái nền tảng để mình đi stake đó, mình bỏ cái tiền này vào cái nền tảng này, thì nền tảng đấy nó sẽ khóa cái lượng token của mình lại, mình không làm được gì hết, nó sẽ khóa cái lượng token của mình lại, và sau đó nó sẽ nhả lại cho mình, nhả cái phần thưởng, cái reward ra cho mình. Đấy, nó hiểu đơn giản như vậy thôi. Là các bạn add một cái đồng coin và một cái nền tảng staking, tùy dự án nó sẽ có một cái nền tảng khác nhau, và bạn nhận được phần thưởng. Phần thưởng sẽ là chính cái đồng coin mà bạn add, mà các bạn staking vào, hoặc là reward, phần thưởng là một đồng khác, có thể là USD hoặc là một số token khác chẳng hạn. Nói chung là cũng tùy. Ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy mình show ra ví dụ của Bunny ha. Bunny thì các bạn có thể thấy đó là những cái khung mà màu đỏ ấy, những cái khung mà màu đỏ chỉ có tên coin thôi, như là Cake này hay là Bunny này, thì nó được gọi là staking. Còn những cái mục màu vàng thì sao? Những cái mục màu vàng như là Bunny BNB này, hay là QBT BNB này, hay là Cake BNB, thì nó được gọi là farming, tức là sẽ theo cặp nha, cặp coin A và B thì nó sẽ được gọi là farming, còn chỉ có một coin thôi thì gọi là staking. Farming là gì? Farming hay còn gọi là liquidity mining các bạn, tức là mình sẽ cung cấp thanh khoản, mình sẽ add liquidity ở trên Uniswap này hay là ở trên Pancake, gọi chung là những sàn DEX khác nhau. Thì khi mà chúng ta mình sẽ cho các bạn xem màn hình một ví dụ nha. Khi mà chúng ta sẽ add một đồng coin A vào kèm theo cặp đi kèm như là cặp BNB hay là ETH chẳng hạn, mình lấy ví dụ như Cake với lại BNB, thì các bạn sẽ cung cấp thanh khoản hai đồng luôn, là các bạn phải có Cake, phải có BNB thì các bạn mới tham gia cái này được, các bạn mới cung cấp thanh khoản cho cái cặp này được. Rồi add xong thì các bạn sẽ được nhận một cái gọi là LP. LP này là token thanh khoản, là chứng minh là bạn đã add thanh khoản vào cái pool đấy ha, được gọi là LP. Rồi sau đó bạn sẽ cầm cái token LP này, bạn đem đi stake. Đó, bạn đem đi stake vào nền tảng staking ha. Và sau khi stake xong thì các bạn sẽ được gì? Các bạn sẽ được phần thưởng, đúng không? Nãy mình nói ở trên rồi, các bạn sẽ được reward là đồng coin A, là đồng coin mà các bạn đã stake, các bạn đã add liquidity vào. Nói đến staking và farming thì mình cần phải chú ý cho các bạn thêm một điều nữa rất quan trọng, đó là các bạn cẩn thận bị hack nha. Cẩn thận bị hack nha. Rất là nhiều người đã farm, gọi là farm bẫy, các bạn farm tùm lum tùm la trên những nền tảng khác nhau, dẫn đến cái ví của mình ấy nó bị hacker track và đã bị mất hết token bởi vì đi farm tùm lum tùm la. Rồi còn thêm một cái nữa, đó là những dự án hoặc là những nền tảng staking và farming mặc dù đã được audit, là được kiểm toán bởi ít nhất là 1 đến 3 công ty kiểm toán rồi, nhưng mà vẫn bị hack các bạn, vẫn bị hack nha. Điển hình như là cú hack thế kỷ của Polynetwork, đúng không? Polynetwork hack lên đến hơn 700 triệu đô, hoặc là Chainswap. Chainswap cũng là một nền tảng tổng hợp staking và farming, cũng bị hack lên đến con số là hơn 200 triệu đô. Còn một cách để kiếm lợi nhuận nữa là các bạn có thể tham gia vào chương trình Reward LP Program, dịch ra tiếng Việt là trả thưởng cho những người cung cấp thanh khoản ha. Trả thưởng cho những người cung cấp thanh khoản tức là dự án nó sẽ chi ra một cái số tiền, ví dụ như là 100.000 token A đi chẳng hạn, thì nó sẽ chia đều cho những người tham gia vào cái chương trình add thanh khoản đó, cung cấp thanh khoản đó. Ví dụ như là đồng A kèm theo Ethereum hay là BNB, hay là nói chung là tùy cái cặp coin lúc đấy, là sẽ nhận được token thanh khoản là đồng LP. Rồi thì các bạn cứ giữ im đồng LP đấy, chờ đến hết chương trình thì sẽ nhận được phần thưởng. Đó, phần thưởng từ cái budget, tức là cái nguồn ban đầu ấy là 100.000 token A đấy sẽ chia đều ha.
Mình lấy ví dụ nha, đây là Podcaster Việt Nam này. Podcaster Việt Nam nó cho ra mắt một cái chương trình như mình nói đó, là Liquidity Program, là họ sẽ có 30.000 đô tương ứng với 100.000 token Pons, và phần thưởng này sẽ là phần thưởng mỗi tháng cho những người cung cấp thanh khoản ở trên Uniswap. Rồi, chi tiết thì các bạn có thể bấm vào link để các bạn đọc ha. Đấy, nó sẽ ra một cái budget program, sau đó là bạn mà add thanh khoản vào, bạn cung cấp thanh khoản thì nó sẽ chia đều cho số tiền cho những người cung cấp thanh khoản trong pool đấy thôi. Một cách nữa để kiếm lợi nhuận trong thị trường này không kém hấp dẫn như so với allocation. Allocation là gì thì các bạn nhớ xem lại video của mình ở phần 1 nha. Trong phần 2 này mình sẽ không nhắc lại nữa, đỡ mất thời gian. Thì các bạn có thể săn whitelist ở trên IDO, IEO, các nền tảng gọi là mở bán public sale. Mọi người có thể hình dung là dự án sau khi mà nó gọi vốn xong từ các quỹ đầu tư, những nhà đầu tư gọi là chiến lược vân vân, thì họ sẽ mở bán ra công chúng đúng không? Để cho mọi người đều có quyền tham gia đầu tư vào dự án này. Rồi, thì họ sẽ mở bán ở những nền tảng gọi là nền tảng IDO hoặc là IEO khác nhau, public sale khác nhau. Mình lấy ví dụ như Binance Launchpad, hay là Coinlist nè, hay là IEO trên FTX nè, hay là trên DAOmaker, Huobi Prime, Podcaster, vân vân. Và sau khi mà các bạn, ví dụ như các bạn trúng whitelist nha, các bạn trúng cái slot ở trên Coinlist hay là trúng cái whitelist trên Podcaster đi chẳng hạn, thì mình thấy có một cái nữa, đó là các bạn có thể mua bán, các bạn có thể bán cái slot ấy ở trên chợ. Thì chợ này là nơi mà chúng ta mua bán giao dịch tất cả mọi thứ, từ slot whitelist này cho đến NFT, cho đến pet ở trên Axie, pet nói chung là nhiều lắm, NFT này, rồi token này, USDT, tất cả mọi thứ. Thế đây được gọi là một cái chợ, một cái OTC marketplace, một cái OTC market nơi các bạn có thể mua bán giao dịch tất cả mọi thứ. Nói chung là tùy nha. Mình chưa thấy một cái chợ nào mà nó tổng hợp mua bán tất cả mọi thứ đâu. Nó sẽ chia ra, ví dụ như là USDT này có một cái chợ riêng, mua pet Axie một cái chợ riêng, mua NFT một cái chợ riêng, mua whitelist một cái chợ riêng. Đấy, nó sẽ tùy theo loại chợ khác nhau. Các bạn có thể tìm những cái cộng đồng Telegram á, những cộng đồng Telegram họ có hết, bạn lên Telegram kiếm là sẽ có những cái chợ đó thôi. Ngoài ra thì nhắc đến chợ là phải có một người trung gian đúng không? Một người trung gian để kết nối giữa người mua và người bán, thì người trung gian này cũng sẽ ăn phần trăm. Đấy, một cách khác nữa để kiếm lợi nhuận đó là các bạn có thể tự tạo NFT để bán. Nghe nó cũng khá là thú vị và hay ho đúng không? Tự tạo NFT này có thể là về âm nhạc này, các bạn thu âm, các bạn sản xuất ra sản phẩm âm nhạc nhá. Các bạn có thể làm sản xuất tranh vẽ, vẽ tranh, hội họa này, hoặc là về thời trang, vân vân. Thì có rất là nhiều platform cho các bạn đăng tải và các bạn bán những cái NFT này của riêng mình do chính mình tự sản xuất. Ví dụ như OpenSea này, Rarible, Binance NFT Marketplace, hay là Corite. Corite là nơi mà chuyên về âm nhạc này. Còn Binance NFT Marketplace là họ sẽ có một đợt tuyển chọn nha. Bạn phải đáp ứng đủ tiêu chí vân vân thì bạn mới được là một trong những người họa sĩ, những người gọi là cung cấp NFT để bán ở trên Marketplace đó. Ví dụ như là vừa rồi mình thấy VN Express có đăng một bài, đó là họa sĩ Việt Nam kiếm nửa tỷ đồng từ một bức tranh NFT. Rất là còn cậu bé này còn rất là nhỏ tuổi, mới có 14 tuổi thôi mà đã bán được thành công, đấu giá thành công một bức tranh NFT đầu tiên với giá là 527 triệu đồng. Đó cũng rất là đáng nể đúng không mọi người? Nhắc đến NFT thì mình sẽ đá qua lĩnh vực gaming một chút. Một cách kiếm tiền tiếp theo mà các bạn có thể kiếm trong thị trường này đó là play to earn. Play to earn là một thuật ngữ mà mình không biết đã nói đi nói lại rất nhiều trong những video clip trước và những livestream rồi, cho nên là chắc video này mình sẽ nói nhanh nhanh thôi. Play to earn tức là các bạn sẽ chơi game kiếm tiền. Chơi game ở đây là chơi game blockchain game, NFT game, chứ không phải là chơi những game truyền thống nhé. Và kiếm tiền ở đây cũng không phải là kiếm Việt Nam đồng như bình thường, mà các bạn sẽ kiếm token trong cái game đấy, và từ token các bạn quy đổi ra USDT, từ USDT quy đổi ra Việt Nam đồng. Còn một cách nữa để kiếm lợi nhuận từ thị trường crypto đó là các bạn có thể arbitrage, tức là mua bán trên lệch giá từ sàn phi tập trung hoặc là sàn tập trung, sàn SEC hoặc là sàn DEX ha. Mình lấy ví dụ đơn giản là một đồng coin ở trên PancakeSwap đang có giá là $1. Tuy nhiên thì cũng đồng coin này ở trên Gate.io nó lại đang có giá là $1.2, tức là một cơ hội chênh lệch giá đang diễn ra là mình có thể mua đồng đấy $1 ở Pancake và mình lên Gate mình bán với giá $1.2 thì mình sẽ lời $0.2 đúng không? Nghe thì có vẻ đơn giản như vậy thôi, nhưng thực tế thì sẽ rất là khó. Ví dụ như các bạn cần phải consider đến thời gian này, đến phí này, rồi đến cái biến động giá của nó nữa. Và một số con á, khi mà họ mới list, chẳng hạn một số con mới list, nó sẽ có những biến động giá, hoặc là họ sẽ chặn dép
không cho bạn deposit chẳng hạn, không cho bạn rút ra, đấy họ sẽ chặn lại bởi vì họ biết là đang có vấn đề giữa giá giữa các sàn với nhau. Hoặc là một số con bị hack các bạn, bị hack thì giá nó biến động một cách kinh khủng mà trong khoảng thời gian cũng rất là nhanh nữa. Cho nên là những người mà giỏi về arbitrage ấy, họ sẽ kiếm cơ hội của khi mà họ khi mà những con mà nó leo dốc giá rất là nhanh như vậy, họ kiếm cơ hội. Tuy nhiên thì họ cần phải quan tâm đến một vấn đề nữa là liquid, là thanh khoản, là mình có bán ra được hay không, cái volume ở trên sàn nó có đáp ứng đủ cho cái lệnh của mình hay không. Đấy, phải cân nhắc đến vấn đề gọi là liquid, thanh khoản của sàn nữa. Cho nên là nghe đơn giản nhưng mà thực ra arbitrage nó không hề đơn giản đâu. Và cách cuối cùng mình muốn kết thúc video ngày hôm nay đó là kèo sổ số shitcoin các bạn. Kèo sổ số shitcoin này thì mình đã tham khảo kinh nghiệm từ một người anh ở trong team của mình. Anh chơi shitcoin xong rồi anh kiếm được lợi nhuận rất nhiều chỉ từ việc chơi shitcoin thôi. Thì mình đã hỏi anh là có những cái kinh nghiệm gì không. Anh đã viết ra cho mình thì chúng ta cùng tham khảo nhé. Đầu tiên là sẽ có 5 bước. Bước thứ nhất đó là mình sẽ lướt sơ website nha, website tinh gọn đầy đủ thông tin. Bước thứ hai là mình sẽ đọc white paper có ý tưởng rõ ràng hay không, không có bị sai chính tại hay không, đó một cái mẹo đó là có bị sai chính tại hay không. Cái thứ ba đó là cộng đồng Telegram, Discord, cộng đồng Telegram có ad bot vào hay không nè, có sôi nổi hay không, admin có làm việc tích cực hay không. Cái thứ tư đó là cộng đồng Twitter có số lượng follow tương xứng với Telegram hay không, rồi số lượng like và retweet trên mỗi post là như thế nào, có cao không. Và thứ năm đó là kiểm tra dự án có khả năng rug hay không. Các bạn có thể sử dụng tool này đó là rugscreen.com thì có phí là khoảng tầm $2 để kiểm tra dự án có khả năng rug hay không nhá. Tất nhiên thì không có gì là tuyệt đối cả, nhiều khi dự án đáp ứng đủ hết 5 tiêu chí từ 1 đến 5, tuy nhiên thì vẫn là scam, vẫn là rug pull như bình thường, cho nên là không có gì là chính xác tuyệt đối hết, các bạn chỉ tham khảo thôi ha. Và đó là những cách mà chúng ta có thể kiếm tiền, kiếm lợi nhuận được trong thị trường crypto. Nếu như mà các bạn dự định là muốn tập trung và là muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường này thì mình nghĩ các bạn nên tập trung vào 1 đến 2 mạng đến 3 mạng nhất định thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Ok, đó là lời khuyên từ mình. Và kết thúc video ngày hôm nay, các bạn đừng quên cho mình một like và một subscribe cho Coin68 TV, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau của Coin68 nhé. Bye bye.